Vụ sạt lở bờ sông Hầu tại tổ 10, ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xảy ra vào ngày 7 tháng 9 vừa qua đã ảnh hưởng đến 9 hộ dân với 45 nhân khẩu. Hiện đã có 6 hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động di dời những hộ còn lại. Ông Long Quang Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng đã đến hiện trường khảo sát, chỉ đạo chính quyền xã Châu Phong và Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu khẩn trương thống kê các hộ bị ảnh hưởng nhằm có chính sách hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khảo sát để có biện pháp khắc phục kịp thời. Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết, ngoài việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, địa phương đã hỗ trợ tiền cho bà con và khẩn trương phong tỏa hiện trường. Theo thống kê, xã Châu Phong hiện có 4 ấp có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài khoảng 7 km, mỗi năm ăn sâu vào gần 5 m. Hiện nay, toàn xã có 428 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở cần phải di dời.